Xin kính chào quý vị và các bạn, em Xuân Hùng Ô Tô ngày hôm nay lại quay lên cho các bác một chiếc là chassis CDX 2009 số tự động máy 1.6 nhá. Chiếc này được trang bị điều hòa tự động, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, có cửa lock. Và chiếc này được trang bị một bộ la răng đúc thể thao cực là đẹp xịn sò luôn. Một bộ la răng đúc thể thao cực đẹp xịn sò luôn nhá các bác nhá. Lốp mới. Ở xe thì keo chỉ bao zin luôn, không mất một phân keo chỉ nào. Xe chất lượng luôn các bác nhá. Thì ở đây là một chiếc xe La Chatti CDX 2009 số tự động và xịn sò. Bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 268 triệu đồng. Các bác nào đang có nhu cầu mua xe về đi gia đình đi Tết thì đây là những chiếc xe mà lên mua và những cái xe xịn sò. Trong thời điểm Tết này, rét này thì các bác lên mua xe để cho gia đình đi nhá. Vì xe trong dịp Tết này thì giá nó cũng hơi căng một chút so với bình thường. Đây là la răng đúc đây. La răng đúc thể thao. Phanh ABS 4 bánh luôn nhá, đầy đủ luôn, lốp cực kỳ mới. Xe xịn sò luôn, sẵn đi luôn. 4 quả la răng đúc nhà chủ đã độ lên. Rất là đẹp luôn. Đây là rất đẹp luôn các bác nhá. Thì các bác sẵn đi thôi. Em sẽ cho các bác xem về phần nội thất này. Một chiếc La Chatti CDX thì keo chỉ vẫn là bao zin, cái dòng này là cũng được chủ giữ gìn rất là cẩn thận luôn. Keo chỉ gần như là không mất phân nào luôn. Gương kính chỉnh điện gập điện này, đèn pha tự động, gạt mưa tự động nhé. Số tự động, điều hòa tự động này và có cửa lock đầy đủ nhé. Đấy, có cửa lock đầy đủ luôn thì rất là xịn sò cho một chiếc La Chatti SE này, La Chatti CDX này. Các bác nhá, La Chatti CDX da vẫn là da zin theo xe. Thì có xe chạy ít thì da mới còn zin nhá. Nếu da xe chạy nhiều thì nó sẽ thay rồi. Bộ da zin theo xe này tất cả còn zin hết nhá. Về keo chỉ, cột keo, đầu đít nguyên zin. Máy móc thì dòng này nó sẽ làm lại rồi chứ không còn zin đâu các bác nhá. Em có nói thẳng luôn là máy móc có làm lại rồi, nhưng mà máy làm được là tốt. 10 năm rồi, 11 năm rồi mà không làm thì không chắc nó còn ngon đâu. Đấy, la răng đúc lốp đẹp luôn. Về sẵn đi nhá, 268 triệu đồng bao hồ sơ cho các bác. Vẫn bớt cho các bác để các bác về ra tên đổi chủ được. Biển 88 Vĩnh Phúc màu bạc. Một chiếc La Chatti CDX nha các bác nhá. Đấy, La Chatti CDX này rất đẹp luôn. Các bác có thể nhìn qua đây. Một chiếc xe được chủ nhà giữ gìn và độ rất là nhiều đồ chơi. Đấy. Xe cực đẹp. Keo chỉ bao zin. Keo chỉ bao zin theo xe nhá, không mất một phân nào nhá. Tất cả táp ly táp lô rồi thì ghế da này vẫn còn nguyên zin theo xe này. Đấy, không mất một phân nào. Không mất một cái gì luôn. Xe còn zin nguyên hết nhá. Xe quá chất luôn. Các bác có nhu cầu đến mua thì hãy đến bên em. Theo địa chỉ là số 59 đường Ngan Định, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Em Xuân Hùng Ô Tô. Có số hotline là 0789323799 nhưng 0896108883. Các bác có thể đến hoặc là để alo cho em thì em sẽ đón các bác nhé. Em một chiếc La Chatti CDX đây, còn quá xịn sò, được độ lên bộ la răng đúc thể thao cực đẹp luôn, đó nhá, cực đẹp luôn. Lốp lắp thì còn mới này, đó, lốp lắp mới dày, đăng kiểm đến tháng 1 2021, cũng gần hết rồi, chỉ còn một tháng nữa thôi là hết rồi. Thì xe có thế nào thì em nói như vậy nhá các bác nhá. Đây một chiếc xe biển 88 Vĩnh Phúc đây, xe rất đẹp. Và em sẽ cho các bác xem về máy chiếc xe này nhá. Máy của chiếc La Chatti SE 2009 đây, mà La Chatti CDX bác nhé. Số tự động này, máy 1.6 này. Đấy, máy thì mà làm rồi chứ không còn zin được đâu. Máy làm rồi nhưng mà keo chỉ thì bao zin nữa các bác nhé. Không đâm đụng, không lỗi làm gì. Đấy, xe có thế nào thì nói như vậy nhá. Xe máy làm rồi thì bỏ làm rồi chứ không thể zin được đâu. 9, 10, 10, 11 năm rồi, không còn zin được đâu ạ. Nhưng riêng về keo chỉ, về cột kèo xe thì bao zin luôn. Đấy, không mất một phân keo chỉ nào. Đấy, các bác mua về sẵn đi nhá. Chỉ về việc đổ xăng mà đi thôi. Giá 268 triệu đồng bên em bao hồ sơ cho các bác. Nếu các bác mà có nhu cầu về sang tên đổi chủ, em sẽ hỗ trợ cái tiền công chứng về tên các bác nhé. Vâng ạ, em vừa mới giới thiệu cho các bác một chiếc xe La Chatti CDX 2009 số tự động máy 1.6 tư nhân, và bên em đang bán với giá là 268 triệu đồng. Các bác mà đang có nhu cầu mua xe thì liên hệ với em nhé. Bên em thì rất là nhiều xe, tất cả các dòng xe từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu nhá. Matiz cũng có đây, Matiz một loạt luôn các bác nhá. Ba bốn chiếc này thì các bác có thể đến bên em theo số 59 đường Ngan Định, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Em có số hotline là 0896108883 cũng như 0789323799. Các bác đang xem video không quên bấm nút đăng ký kênh nhá và bấm nút chuông thông báo cho em để cập nhật video mới nhất. Và em xin chào và hẹn gặp lại các bác.